Drop it. Hello, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam đây. Thì hiện tại bên Nam đang còn tồn kho một chiếc xe SH Mod màu đỏ đen này nha anh chị. Thì cụ thể chiếc xe này là chiếc xe SH Mod phiên bản thời trang, phanh đĩa thường CBS nha. Xe này có đát sản xuất là 2021 và hiện tại thì xe này sử dụng phiên bản này remote 3 nút bấm nha. Anh chị nào đang tìm kiếm một chiếc xe SH Mod màu đỏ đen, phiên bản thắng đĩa thường và remote 3 nút bấm thì liên hệ Nam ha, Nam còn một xe. Ngày hôm nay Nam sẽ quay cận cảnh chiếc xe này và báo giá để cho anh chị nào đang quan tâm thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Thì nói chung giữa chiếc xe 21 với chiếc xe 22 là không có khác biệt gì nhiều, chỉ có hai điểm khác biệt thôi. Thứ nhất đó là chuyển từ remote 3 nút bấm sang remote 2 nút bấm. Điểm thứ hai đó là cải tiến cái màu da của cái yên xe từ màu đen thành màu nâu, chỉ vậy thôi. Còn lại tất cả các chi tiết nè, về thiết kế nè, về màu của mâm xe nè, màu đỏ cũng vậy luôn, đèn đốt, ổ khóa thông minh cũng y chang nha luôn, không có khác biệt gì hết nha anh chị. Đây là toàn bộ phần đầu xe nè, không có khác biệt gì chứ, cũng sử dụng màu đỏ y chang nha luôn. Màu này thì bên Nam hay khách hàng bên Nam hay gọi là màu đỏ đậm, đỏ huyết, đỏ bột đô đó. Màu đỏ thì thường hợp cũng thủy với anh chị là có mình hỏa ha. Đây là phần đĩa trước là đĩa thường nè, nhưng mà đĩa thường là phanh kết hợp nha anh chị. Đó, mâm với phuộc thì sơn màu bạc luôn, nó heo dầu sơn màu đen. Không có gì thay đổi về mặt thiết kế của mâm xe, phuộc xe, thắng đĩa và vỏ xe, không có gì thay đổi hết ha. Màu đỏ cũng duy nhất một màu đỏ thôi, không có đỏ đậm, đỏ lợt, đỏ gì hết. Nó đỏ đậm này anh chị sẽ nghĩ ngay màu này, không có màu khác nha. 21, 22 cũng y chang vậy luôn. Nó vẫn được trang bị nẹp sườn hai bên nè. Ở phía sau thì vẫn có chữ SH Mod nè, tên xe ha, 3D nổi xi màu trắng nha anh chị. Đó, còn cuối cái ép sườn này vẫn có miếng xi nha. Đó, rất là đẹp. Công nghệ vẫn là công nghệ mới nha anh chị. 21 với 22 là giống nhau ha, XP cộng nè. Công nghệ máy thì 125 phân khối. Đây, tháng sau sử dụng tháng 4 ha, tháng trước là tháng đĩa, tháng sau tháng 4. Đây là phuộc xe nè, lò xo sơn màu đen, phuộc điều chỉnh được luôn. Mâm xe sơn màu bạc, mâm trước 16 inch, mâm sau 14 inch nha anh chị. Đó, phần đèn hậu nè. Nói chung á, giữa 21 với 22 là không có gì khác biệt hết. Đó, đèn soi biển số vẫn có trắng bùn nè. Cái này là phần miếng cách nhiệt hay gọi là bát bô á. Cái ốp sườn bên trái cũng như bên phải ha, có tem chữ SH Mod 3D xi màu trắng nè. Đó, 3D nổi nha. Vẫn được trang bị nẹp sườn nha anh chị. Miếng mạ chrome nhìn rất là sang luôn. Đó, như góc này anh chị sẽ dễ nhìn thấy thiết kế mâm xe nè. Không có gì thay đổi hết chứ. Màu sơn cũng giống nhau luôn. Như đang nói, nó chỉ khác biệt về cái màu da của cái yên là từ màu đen chuyển lên màu màu nâu thôi. Và thay đổi cái tên, cái cách đặt tên thôi. 22 người ta gọi không còn gọi là phiên bản thời trang CBS nữa, mà sẽ gọi là phiên bản tiêu chuẩn CBS. Đó. Còn đây là thông số tiêu hao nhiên liệu nè. 2.16 lít trên 100 km nha anh chị. Không có gì khác biệt hết. Nên sẽ quay sơ lại thôi, chiếc xe này quá quen thuộc rồi. Rồi, tay cầm nè, các nút bấm cơ bản trên xe nè, cũng vậy luôn. Không có gì khác biệt nha anh chị. Dừng đèn xanh đỏ máy tự tắt nè, liên tốp, khởi động nè. Đồng hồ nè, kết hợp với analog với LCD ha. Giữa có logo cánh chim nè, báo đầy đủ các thông số hết nha anh chị. Đây, đã sản xuất đây. SH Mod nè, tên xe nè, sản xuất tại Hà Nam nè. Trọng lượng 116 kg nè, thể tích làm việc 124,8 cm³ nè. Năm sản xuất 2021 nè. Thì qua cái năm 22 thì sửa số 1 thành số 2 thôi, chứ không có gì khác biệt hết. Có hai điểm giống như Nam nói lúc nãy thôi. Ổ khóa là vẫn giống nhau nha anh chị. Ổ khóa thông minh vẫn giống nhau ha, không có khác biệt nha. Nó chỉ khác biệt phần remote thôi. Đây, mình sẽ lấy cái remote cho anh chị xem. Đây là remote của xe nè. Đó, nó chuyển từ cái remote 3 nút bấm như thế này thôi sang cái remote 2 nút bấm. Đó. Nhưng mà cá nhân Nam thì Nam vẫn thích cái remote 3 nút bấm hơn. Lý do là ba tính năng riêng biệt. Mình muốn sử dụng cái nào thì mình bấm cái đó là nó sẽ cài cái đó thôi. Còn hai nút bấm là hai cái tính năng tìm xe chống trộm tích hợp vô một thì nó hơi khó xài hơn tí. Vẫn đảm bảo đầy đủ ba tính năng giống nhau thôi. Mà cá nhân Nam thì Nam vẫn thích cái remote 3 nút bấm hơn. Mỗi xe vẫn hai cái nha anh chị. Có móc bán đồ ở giữa nè, giống nhau luôn ha. Bên đây thì có cái hộp để đồ, vẫn có cổng sạc điện thoại luôn nè. Cổng sạc USB nè.
học để đồ nè, không có gì thay đổi hết. Năm sẽ mở phần cấp xe lên luôn. Đây, tay dắt vẫn sơn màu bạc giống nhau luôn. À, bình xăng 5,6 lít giống nhau luôn nè, cốp xe nè. Đó. Gương chiếu hậu cũng giống nhau luôn nha. Nói tóm lại là giữa 21 với 22 là nó thay đổi cái phần 22, thay đổi cái da yên này từ màu đen qua màu nâu, và cái remote này từ 3 nút bấm sang 2 nút bấm thôi. Còn lại là hoàn toàn giống nhau nha anh chị, không có gì khác biệt hết nha. Màu đỏ giống nhau, thiết kế mâm vỏ, đèn đuốc, ổ khóa là giống nhau hết. Rồi, nên mình sẽ báo giá chiếc xe này để cho anh chị nào đang quan tâm thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Anh chị nào thích thì liên hệ Nam. Thì hiện tại hôm nay là tuần thứ 2 của tháng 2 2022 rồi. Thì hiện tại chiếc xe này bên Nam đang bán ra mức giá là 63 triệu nha. Giá xe đã bao gồm VT nhưng chưa bao gồm phí lăn bánh nha anh chị. Và giá xe có thể dao động lên xuống tùy theo từng thời điểm nha. Anh chị nào muốn biết giá tốt nhất tại thời điểm anh chị mua thì liên hệ trực tiếp với Nam. Địa chỉ và số điện thoại cửa hàng nằm để bên dưới phần mô tả của video nha. Chỉ quay sơ lược lại thôi chứ nó quá quen thuộc rồi, không biết quay gì nữa. Đó, một màu đỏ, một màu đỏ đậm. Đây, quay cận cho anh chị thấy nha. Đó. Thì nói chung cái này cũng có cái đặc ưu và nhược điểm của nó. Cái màu đen á, thì nó sạch, còn cái màu nâu á, cái da yên màu nâu á, thì nó sang hơn thôi, nhưng mà nó không sạch bằng cái màu đen. Cái đó thì mỗi người sở thích nha anh chị. Thường thường Nam bán xe á, cái xe bỏ mẫu rồi á, không sản xuất nữa, thời gian sau sẽ có rất là nhiều anh chị khách hàng đi tìm kiếm mua luôn. Nam bán lần nào cũng vậy hết, mỗi lần Honda ra mẫu mới là mẫu cũ thì chắc chắn là có người kiếm nữa. Rồi, đó là tất cả thông tin về chiếc xe này ha. Anh chị nào đang quan tâm thì liên hệ Nam, Nam sẽ hỗ trợ anh chị cách tối đa nhất. Quên, bên Nam có bán trả góp rồi đầy đủ nha anh chị. Thủ tục thì đơn giản thôi, chứng minh nhân dân với bằng lái xe hoặc là chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu, tất cả bản gốc nha. Còn anh chị nào chuyển đổi qua thẻ căn cước rồi thì chỉ cần duy nhất thẻ căn cước thôi là được nha. Thủ tục thì đơn giản thôi, bên Nam có làm hồ sơ online luôn á. Anh chị ở nhà nghe điện thoại, nếu việc hồ sơ thì anh chị đến cửa hàng thanh toán và nhận xe về thôi. Khỏi cần đi tới lưu nhiều lần mất thời gian. Còn anh chị nào ở ngoài tỉnh thì bên Nam chỉ giao hồ sơ thôi chứ không bao làm giấy nha anh chị. Đó là tất cả thông tin về em đó, anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam ha. Rồi, bây giờ Nam xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, về giá xe nè, về chương trình trả góp nè. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé.